Ngày 14 tháng 8, Hội khuyến học phường Châu Phú B phối hợp Ban khóm Châu Long 5 trao tặng 50 phần quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường năm học 2024-2025. Mỗi phần quà gồm tập viết, bộ sách giáo khoa từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân trên địa bàn phường Châu Phú B. Qua đó, nhằm tạo điều kiện tiếp sức đến trường, góp phần giảm bớt chi phí đầu năm học mới cho các bậc phụ huynh học sinh để các em tiếp tục vững bước trên con đường đến trường.